Tiên Tôn Lạc Vô Cực chấp 242. Còn lại, Tinh Hải Đại Trận bị phá rồi. Cậu Lạc vậy mà có thủ đoạn thông thiên như này. Chuyện này không thể nào, mắt trận của Tinh Hải Đại Trận ẩn nấp ở mi tâm của Ngài Chu, liên kết với sinh mạng của ông ta. Là trận pháp bản mệnh của ông ta, trận bị phá thì người sẽ chết. Vậy, nhân cơ hội này, vây giết bọn họ. Gió tới. Phụt, Lưu Quang Đỉnh. Diệt. Bị dọa. Còn muốn chạy ư? Ơ. Thần Hoàng Đại Nhân vạn tuế. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đi. Đó là Bình Luyện Hồn. Không. Giết mấy trăm người của Hoa Bang bọn ta, sao có thể để ngươi chết dễ dàng vậy được? Từ từ hưởng thụ nỗi đau luyện hồn dung phách thời hạn vạn năm đi. Khụ khụ. Trước đại chiến, tôi từng bói cho chính mình một quẻ. Theo như quẻ bói nói, lão phu sẽ không bị tổn thương trong trận chiến này, sẽ toàn thắng. Nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống khác hoàn toàn so với quẻ bói âm dương? Chỉ khi biết chính xác hiện tại mới có được dự đoán tương lai. Đây là nền tảng và điều kiện của tất cả thuật tiên tri bói toán. Bất luận là quẻ bói âm dương hay là bói dịch kinh bát quái, đều là một kiểu mượn lực lượng thiên địa có được càng nhiều thông tin vượt ngoài bản thân, từ đó diễn hóa ra loại pháp thuật xu thế nào đó mà thôi. Nhưng thông tin của một số người, ngay cả phiến thiên địa này cũng khó thể nhìn thấy. Vậy thì dùng nó làm kết quả bói toán của chủ thể tất nhiên cũng sẽ khác với thực tế. Đây cũng là lý do tại sao cường giả luôn có thể nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì kẻ yếu căn bản không nhìn thấy vận mệnh thật sự. Thì ra là vậy. Không ngờ sự chìm đắm ngàn năm của lão phu lại không địch lại được một thanh niên 20 tuổi. Hoa Bang vạn cổ, có người kế thừa rồi. Sau khi người đứng đầu âm dương đạo, Chu Diễn chết, cả âm dương đạo của cực đông cũng bị tiêu diệt triệt để dưới sự vây giết của chân tổ của các đại danh sơn. Tới rồi, tới rồi. Anh hùng của Hoa Bang, Lạc Vô Cực, chào mừng anh hùng Khải Hoàn trở về. Đại thù sẽ báo, cảm ơn anh hùng. Chuyện gì đây? Ôi đù, lễ lao động năm nay không cũng nhìn thấy nhiều người như vậy. Alo, chủ nhân, tôi tìm được Song Song và Tử Thanh rồi, có điều bọn họ hình như gặp phải chút rắc rối. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí. Edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.